Hi, chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tha Lan. Chắc các bạn cũng đã biết thì mình vừa mới lấy chiếc xe này, nhưng mà hôm nay rất là buồn phải làm một clip chia tay rất là nhanh chóng. Không còn là mình quen với nhau chắc được tầm khoảng chục ngày, thậm chí là vừa mới lấy biển xong. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là có phải là vì nó chạy chán thế nên là mình bán hay không, thì thật ra mình không hẳn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái chia sẻ nhỏ về cái cảm nhận thực tế từ người dùng đối với cái xe này. Thật ra thì cái xe này có thể là rất nhiều bạn chưa khác đã chia sẻ cái thông số cũng như là những cái trải nghiệm đối với xe này rồi, thì hôm nay mình sẽ nói là những điều đó rồi. Các bạn có thể tìm hiểu những thông tin đó trên trang web của Tha Lan, trên các kênh YouTube của các bạn khác. Mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận từ phía người dùng đối với chiếc xe này như thế nào. Nhưng mà nếu có thể các bạn đến và xem về thực tế, mình khẳng định câu là nó thiết kế khá cân đối và hài hòa. Đầu tiên là các bạn có thể nhìn từ cụm đèn, nó thiết kế theo kiểu hình như là một cái cánh chim ấy. Tất nhiên là đèn led 2 tầng. Có một điều là nó hơi khó đối với những bạn nào mới đi, là khi mà các bạn nháy đèn phát sinh thì nhiều khi các bạn không biết, bởi vì là cái đèn mà nháy thì nó lại ở dưới tầng 2 nên nhìn nó rất là khó, nó khó nhìn. Nhưng mà cái độ ánh sáng của nó thì ok, nói chung là vừa đủ. Cái này thì mình cảm thấy không hài lòng lắm này. Cái đèn sinh an này nó khá là dài và nó thiết kế nó không ăn nhập. Về cái phần đồng hồ điện tử này đây, mình sẽ mở nó cho các bạn xem nhé. Mở lại nhỉ. Phải nói là cái thiết kế đồng hồ màu nhưng mà âm bản kiểu này thì khá là dễ nhìn khi mà các bạn đi, mà những cái thông số mà cần biết nhất đầu tiên là tốc độ này, vòng tua này, hay là số km thì nó hiện rõ nhất. Đến phần tay côn, cảm nhận thì cái hành trình côn này nó hơi dài một xíu nhưng mà nó rất là nhẹ gì nhà nào. Cái phuộc, nhiều bạn chê rằng cái phuộc này là nó là cái điểm yếu của cái xe này, bởi vì cái xe này lại không được trang bị cặp phuộc upside down mà chỉ được trang bị phuộc ống lồng. Nhưng mà nếu mà cảm nhận thực tế từ việc người dùng, mình cũng chưa đi có tour nhiều lắm, đi đường trường nhiều lắm, bởi vì mới đi được có mấy hôm mà. Nếu chính xác ra, nếu mà làm bạn nó chắc là mình làm bạn nó chắc là được khoảng 3-4 ngày gì đó. Thì mình cảm thấy là nó cũng khá là mềm, nói chung là đủ dùng. Đến phần thiết kế của lốc máy, thấy nó làm nó khá là cẩn thận tỉ mỉ, nó có bọc hết tất cả những đường dây điện này, nó sẽ tránh được chuột cắn. Tất nhiên là nếu các bạn đi nách thì các bạn phải chấp nhận cái việc là lốc máy thì nó sẽ đi đường mưa nó rất hay là bẩn, và bẩn thì các bạn phải thường xuyên rửa lau chùi. Đến phần yên thì trong cái clip trước mình đã chia sẻ với bạn cái yên này ấy, mình cảm giác ngồi nó vẫn hơi dư một chút xíu, và cái dây này, cái tay dắt này này nó khá kém, mình kéo một thời gian mới được mấy hôm mà nó trõi ra này. Cho nên nếu bạn nào đi cái này ấy, các bạn có thể là lấy cái phần bên hông này, nó thiết kế chính là lấy phần này làm tay dắt, nó sẽ hợp lý hơn này, nó cứng hơn này. Đây phần này, chia sẻ từ một người bạn của mình ngồi ở đằng sau yên này thì cảm giác nó rất là thoải mái, nói chung là nó cũng ngang ngang với các bạn ngồi Exciter đó. Đây, cái mà ưng nhất này, trên cái xe này chính là cái này, cặp lốp. Các bạn nhìn thấy không, xe còn mới tinh nữa, thậm chí còn chưa hết lông này, vẫn còn nguyên lông xe này. Cặp lốp này đi đường mưa cực kỳ thích, bám đường, và cảm giác mình đã ôm cua tam đảo thì mình cảm thấy nó nói chung là nó bám đường, nó không làm cho mình cảm giác nó dễ bị xòe. Bô thì không có gì để bàn rồi, nghe chán đời lắm, nó cũng chỉ nhỉnh hơn con Xi tí thôi, nên là nếu bạn nó đi thì chắc chắn phải được thay bô rồi. Pháp biển số, đèn led này phải nói là rất là sáng nổi, nhưng mà nói chung là cái cách thiết kế thực sự thì nó có, nếu mà là mình đi tiếp nữa thì chắc là mình sẽ cắt cái này và mình thay cái bằng cái gắn chắn bùn ở đây. Ok, đây là tất cả những cái chia sẻ về cảm quan, về cái cảm nhận trong khoảng chục ngày làm bạn với chiếc CB500F này. Còn tiếp theo đến cái cảm giác lái của nó. Thật sự để mà điều khiển chiếc xe này ấy, nó quá
quá là dễ dàng đi. Lúc đầu thì mình nghĩ là chiếc xe 500 phân khối chắc là nó cũng hỗn lắm đấy, nhưng mà thực ra thì các bạn không thể tìm được cái cảm giác hỗn ở trên chiếc xe đâu. Cái xe của Honda ấy, họ thiết kế nó theo một cái gu là nó rất là êm, nó không có cảm giác bốc và hỗn như là xe của Yamaha. Tất nhiên là mình đang so là cùng một phân khúc với nhau, nếu mà cùng phân khúc thì xe của Yamaha nó vẫn cảm giác nó hỗn hơn mà nó bốc hơn. Nhưng mà đi xe của Honda thì cảm giác nó êm hơn, nó mượt hơn. Thật sự là nếu mà các bạn không độ bô ấy, mà các bạn đã đi bô nguyên zin này, nhiều lúc các bạn vít lên khoảng 130-140 mà các bạn vẫn cảm thấy êm ru. Việc điều khiển một chiếc xe này mình khẳng định lại các bạn rằng nó cực kỳ là dễ. Dễ như các bạn điều khiển một chiếc X-Size nha. Thậm chí là đi trong phố nhà tênh như một chiếc SH. Nhưng mà các bạn cũng sẽ tìm được những cảm giác phấn khích khi mà các bạn bứt tốc. Nó vào ga vào số rất là mượt. Và nói một xíu về cái bình xăng này. Cái bình xăng này ấy, ví dụ như hôm qua mình có đi trải nghiệm chiếc MT09 với lại chiếc CB500F này thì mình mới nghiệm ra một điều là cái bình xăng này nó có rất lợi thế nếu so với chiếc MT09. Đó cái việc mà nó thiết kế góc vát theo hình kim cương này. Khi mà các bạn đi tốc độ cao ấy thì các bạn sẽ cảm giác các bạn ôm cái kẹp cái đùi này vào hay bình xăng này hơn. Nên là cảm nhận giữa xe và người nó là một hơn. Còn chiếc MT09 khi mà các bạn bứt tốc lên ấy thì nó rất là êm, nhưng mà cái cảm giác nó rất bị dễ bị trượt lên phía trước. Bởi vì cái bình xăng của MT09 thì nó không được thiết kế góc như thế này. Và cái yên này, cái kiểu mà thiết kế hai tầng như này, nó cũng sẽ giúp giữ cho cái người lái với lại cái xe khi mà các bạn. Đó, trên đây là toàn bộ những chia sẻ, những cảm nhận về thiết kế, ngoại hình, cảm giác lái, trải nghiệm thực tế trong vòng 10 ngày. Quay lại vấn đề vì sao mình bán nó. Vẫn là khẳng định làm câu không phải nó chán, mà là bởi vì là khi mà các bạn đi mô tô thì các bạn thường thì có xu hướng để tiến lên. Các bạn đi 200 thì sẽ lên 300, 500 và 900 và 1000. Và cảm nhận mấy hôm là đủ rồi. Tính mình thì mình cũng thích thay đổi để mà có nhiều trải nghiệm hơn, cho nên là mình sẽ đổi sang một chiếc xe khác. Hy vọng rằng là bạn này sẽ hạnh phúc bên người mới. Mình nghĩ là nếu mà ai mà lấy chiếc xe này thì cũng khá là may mắn, bởi vì theo như công thương mình thì hiện tại bây giờ chiếc xe này mình mới đi được có 785 km, chưa độ bất kể một cái gì, còn nguyên zin hết tất cả mọi thứ. Đâu như các bạn thấy nha, nó còn nguyên lông xe luôn này, thậm chí là còn nguyên cả sơn đỏ của cái vạch sơn ở trên lốp ấy vẫn còn nguyên. Đây vạch sơn đỏ đây vẫn nguyên. Cách tốt nhất là các bạn nhìn cái lốc máy này, nếu mà đi chỉ tầm khoảng tháng hơn tháng bùn bắn nhiều nó xỉn màu bên dưới ngay. Đây tất cả mọi thứ nó còn mới nguyên. Và chia tay này thì mình sẽ lấy xe gì? Thì nếu như các bạn có để ý thì tại sao mình lại lấy cái bối cảnh là đằng sau này rất là nhiều Yamaha, trong khi đằng trước là một cái Honda, thì đó cũng là một hé lộ. Chiếc xe tiếp theo của mình là lại quay về cái máng lợn thôi. Yamaha là chiếc xe mô tô đầu tiên mình đi, thì bây giờ lại quay lại với Yamaha. Đó thì mình đang chia sẻ các bạn đó lý do vì sao, vì Yamaha nó cũng cảm giác cho cái người lái cảm giác nó khó thuần phục chiếc xe hơn, nó hỗn hơn, nó nhiều cảm giác lái hơn, và nó sẽ phân khúc cũng như là phân khối lớn hơn cái xe này. Đó chính là lý do vì sao mà mình sẽ lên. Còn lấy xe gì thì các bạn sẽ chờ trong khoảng 1 tháng nữa, 1 đến 2 tháng. Là những cái chia sẻ rất là nhanh ngắn gọn về cái cô bồ màu đỏ tươi này, mong rằng là sẽ hạnh phúc bên người khác. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo của Thala. Bye bye.